Xin được chào các bác. Lâu lắm em mới có một cái ngày nghỉ thứ bảy thảnh thơi như vậy. Mấy hôm vừa rồi thì thợ nó làm chỗ này bẩn lắm. Cứ thi thoảng lại nghĩ ra một cái gì đấy lại cơi nới thêm. Thì đâm là cứ thợ ra thợ vào nó bẩn. Mà mình cứ phải trông giám sát hoặc là đấy rồi con cái rồi cây cối. Nó rất là lôi thôi mấy hôm vừa rồi, thì bây giờ là tạm ổn rồi. Gọi là mình làm cho nó gọn gọn chút thôi, chứ chả có điều kiện mà là thiết kế nó đẹp. Thiết kế thì nó lâu mất thời gian đó. Thì làm lại hàng rào này này, bê một số những cây nó còn phôi quá thì cho lên trên mái. Còn đâu mấy cây mà nó có chút bóng hoặc là nó xinh xinh thì để đây. Mình chả có cây hoàn thiện, ít cây hoàn thiện đó thì để đây cho nó có cái màu xanh vui và chỗ nền này nó sạch. Trước hôm rồi nó bẩn lắm, vừa sắt thép vừa sơn rồi là đất cây nó dã xuống đó. Bộ này đây mấy cây quen mà các bác, mấy cây quen rồi. Vừa thì tối hôm qua ngồi nghịch thì và chút sau nhấc cao lên chút để cho sang cái chậu khác. Chỗ này cao sơ bộ như vậy. Hôm nào thì tối qua định quay phim mà thôi, nghĩ là nó nhỏ quá làm lúc xong. Thằng này thì ổn rồi, trên kia thì mấy ông giá trị nhất thì ra đi hết rồi. Đây cây xanh này thì càng ngày càng đẹp, rất là hay. Thay cái chậu tổng dần dần mua đôn mua chậu này. Chứ để này nó lem nhem các bác đúng không? Nhìn nó cũng như hàng chợ. Cây thì đẹp thì không, người ta chưa nói bộ, nhưng mà cái bày trí rồi chậu chiếc nó đẹp đẹp tí thì nó khác hơn rất nhiều. Anh em nói là cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi. Đó. Nó sang hẳn cái cây lên chứ. Mặc dù cây thì không cần đẹp lắm đâu. Cái xin coi cho sang cái chậu xi măng cũ này. Không gọi là cổ nhưng mà cũng cũ lắm rồi. Lại có chữ nhỏ nhé. Cái sung sung này tán đẹp lắm, sung tán đẹp lắm. Cái sung điền, cái sung này thì nặng quá không cho lên mái được, chứ không tự cho lên rồi, để lên đấy nuôi cho nó to đi. Cứ để đây mà mình nuôi ấy. Chỉ cần cái cút nó bằng ngón tay là nó đã kín hết cái góc sân rồi. Cho nên nó khó nó nuôi phôi to ở trên cái sân cái không gian nhỏ này nữa. Đấy, đây là làm cái cầu thang sắt lên nữa. Kết hợp đúng cái chỗ diện tích mà mình không sử dụng đến là cái giếng trời này. Cho cầu thang sắt lên, thì lên luôn các bác nhá. Xong rồi anh em mình kiếm cái cây nào mình làm luôn ở trên đi cho vui. Trên này thì chả cây đẹp, toàn những cây kiểu như rác ấy. Đấy. Trên nhà bé mà, còn lùi thôi lắm các bác. Xong rồi. Đấy, còn chưa lát được cái nền này này, còn xi măng rồi. Các bác nhìn thấy chưa? Còn phải nhiều lần thợ ra vào thợ ra nữa. Nhìn nhà bác hàng xóm của bác chơi lan nhiều. Đấy thì che được cái mái ở đây. Bắn cái mái tôn ngồi trong này uống nước với lại làm cây. Đây, bày trí bẩn thỉu thì bày ở bên này. Bẩn thỉu thì bày bên này. Đấy các bác, thì bây giờ làm được cái hàng rào cho nó an toàn đây, chỗ này. Bên kia là của nhà hàng xóm, không phải nhà mình đâu, nhưng mà mình vẫn có sử dụng được. Phôi pha đây, bây giờ thì chắc có mỗi cái cây này là làm được. Là lấy cây xanh lam điền này ra làm, gọi là mở màn ở trên này. Còn cây này thì hôm nào thì nhặt ra làm tiếp. Toàn cây nó rẻ tiền nhưng mà vẫn phải làm thôi, chẳng nhẽ cứ làm nó đẹp lên thì lại thấy thành công. Các bác đừng có chán nản nhá. Rồi bây giờ anh em ta lấy cây kia ra cắt cho nó vui. Xanh nam điền cũng khá là hay đấy. Cái xanh nam điền gọi là dáng trực, đang định thả sổng tí nhưng mà hết cây là làm rồi các bác, thì làm thôi. Vừa mưa nó dã cho bay hết cả đất mặt này.
Giờ tí nữa kết hợp thay chậu luôn, lại làm lại tán cho bác xem. Quay này các bác chả nhìn rõ đâu, vì cái trước thì có quay cái này đôi lần rồi. Nếu mà các bác nào theo dõi kênh của em thì bây giờ em cắt ra để xong tí nữa thay cái chậu của nó. Chậu đẹp thì chưa có đâu, nhưng mà thay cái chậu khác, chậu này nặng lắm. Xi măng này, tất nhiên xi măng này nó mát này, dùng cây tốt nhưng mà nặng lắm và nó cũng xấu lắm. Đấy, nhưng mà để dưới đất thì để cái chậu này được, chứ còn để dưới này không lem nhem. Rồi bác nhé, để làm thôi. Nếu mà rồi ngày nào cũng mưa mà, nên hôm nay lại nắng. Nên lại nắng. Đấy, chính thức lên đây mới khai kéo cái kìm này. Qua mới bê cái này lên đau hết cả tay đấy. Có vài cây đang bao hết cả tay.
Đấy, các bác bây giờ nhìn đã nhận ra cái cây này chưa? Giờ em đang tính làm cái ngọn, vì cái ngọn nó mọc nhưng cái chồi nó hơi lung tung quá. Đang tính để xem là cắt cái nào đi. Đấy, các bác nhìn nó gọn gàng hơn không? Tí nữa thay cái sang cái chỗ khác, chả có chỗ đẹp đâu nhưng mà thay sang cái chỗ khác. Xong rồi quay kết quả nhé. Báo cáo các bác. Báo cáo các bác là cắt bỏ phần đất ở dưới rồi. Đây, thì nó ở cái phân cốt nó ra đây, thì cũng hay đấy. Khá là hay các bác, khá là hay. Chỗ này khá là béo, tất nhiên chỗ này là thiếu bệ này. Thiếu bệ này. Thì thời gian sẽ cố gắng lấy bệ ở đây ra hoặc là mượn ở đây bắt sang, thì thế nào đấy thì tùy, hoặc là từ trên xuống thì tùy, nhưng mà nó còn có thời gian, nhưng mà năm liền thì làm được. Hoặc lấy cái này xuống ngày xưa mà không bỏ thì lấy cái này xuống được, nhưng mà tôi đang ép cái này vào cho nó béo chỗ này, cho nên chi một với béo này. Đấy, thì cái này thì lại giữ lại nuôi rồi, múc ra thế này thấy tương lai lắm các bác, tương lai đấy. Đấy các bác nhìn này, điền đấy, ổn đấy, vứt xó vườn thì chả ai để ý đâu, bới ra thì mới thấy nó hay ho. Đấy, thì vừa sửa chút, em đục bớt cái sẹo này đi tí, rồi đem trồng cái kia, không có cái chậu nào khác ngoài cái đấy cả, cả nhà có mỗi cái đấy, cái cây này vào thì cây kia ra kiểu kiểu, chứ có bao giờ sắm được chậu đâu, mà nói chơi thì bác cười cho nó lem nhem, nhưng mà đúng là hoàn cảnh nó như vậy đúng không ạ? Đặt nó vào chỗ mát mát này thì các bác bây giờ các bác nhìn thì nó lại thấy nó bình thường đúng không? Tất nhiên dáng dấp nó là một cái dáng trực và để lại là hai tay một ngọn, em đang muốn đánh cái ngọn nó ra ngoài kia, nhưng mà làm theo cái lối mới ấy, không cần quá phải rõ ràng như các cụ ngày xưa đâu các bác. Đấy là cái phong cách của em thôi, chứ còn thứ nhất là nó nhanh, thứ hai là nó đơn giản hơn, thứ ba nó nhìn nó cũng xinh. Đấy, cái con sau này còn điều chỉnh nữa cơ mà. Quay trở lại cái cây này thì nó là một cây hay, thì em đang ép cái rễ kia vào cho nó to cái tay thứ nhất đi, cho nó xứng với cái thân kia đó, chỗ kia nó bị hóp, nó còn hở cho sáng sáng này. Đấy, thì nó sắp liền rồi và nó bung rễ kia rồi, mùa này mưa thì này mà bệ thì lại được vui lại bớt rồi, vui lại bớt, mặt kia cũng đẹp. Đấy, cây tầm chắc tầm 25 phân từ mặt chậu lên. Đấy,
Nam Điền. Xoay tí cho các bác xem. Mặt này cũng hay này. Mặt này cũng hay. Ổn không các bác? Bỏ, em bỏ đi cái tay bên này này. Trước nó rất to mà không dùng đến. Vứt đi. Rồi, ok, cảm ơn các bác nhé. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ. Em đi chơi cây đây.